Rồi, hai mọi người. Thì ở trên tay của em hiện tại đang cầm là cây thước đo nha, thước đo laser nha. Thì cái của model này nó có model là DW0165N. Nó có chiều dài đo tối đa đó là 50m. Và cái con này thì nó là full chức năng. Mình sẽ mở lên. Đây là mọi người có thể thước đo mét nè, fit nè, in nè. Đấy. Thì có 5 cái loại thước đo. Thì ở Việt Nam mình thông dụng là đo bằng mét. Ở đây mình sẽ bật cái chức năng mà nó có cực kỳ nhiều chức năng luôn. Ở trên này thì bên này nó có nhiều chức năng lắm nhé. Đây mọi người. Đo xa nè. Rồi tính nó có thể là tính được cả chu vi đồ góc vuông. Đấy, mọi người thấy khá là nhiều. Tính chu vi hình hộp cũng có luôn, hình vuông cũng có khá là nhiều. Và đặc biệt ở đây là nó có một cái chức năng đó là canh góc góc như này nha mọi người. Để mình sẽ thử cho mọi người xem. Để mình sẽ để mình sẽ để đây mọi người thấy không? Mình đặt ở dưới mặt phẳng nè. Rồi, tiếp theo mình sẽ chỉnh cái góc nghiêng. Đây là nếu mà thước nghiêng bao nhiêu độ thì nó sẽ xoay với nhiêu độ, khá là hay luôn đó. Thì ở trong này cực kỳ nhiều chức năng nhé. Nếu mà anh em nào mua thì anh em có thể về mình nghiên cứu. Trong này khá là nhiều. Đây là cái chức năng đo. Đây mình sẽ thử. Đây. 0,32m thì nó là khoảng là 32cm. Thì từ đây, từ cái mặt này tới ngay cái điểm chấm đỏ. Đó. Đây, giá của cái laser này nó là 2,2 triệu. Và đặc biệt là cực kỳ hay là nó màn hình của nó là LCD và nó có thể được xoay được nha, giống như một cái điện thoại. Xoay đứng, xoay ngang. Nó có thể tự động. Rồi, em còn 2 cây. Nếu anh em nào lấy thì có thể chốt sớm giúp em nhé.